Ơi Ngọc thấy rõ không? Hay. Mình chia sẻ rồi mà đúng không? Đúng rồi. Dạ. Chia sẻ rồi. Này. Đợi bạn thương là đợi ông Bình vô nữa. Hay. Rồi bây giờ điện thoại Ngọc là gõ cài phiên bản tiếng Nhật rồi đúng không? Vâng ạ. Rồi. Nói sao quá ha. Đây. Kanji Testo. À. Bắt đầu từ sẵn ra từ bài 26 đến bài 40. Rồi, cái này gọi là on right. On right là gì? Ôn ra Yeah. cơ bằng quả Này có sẽ mong qua. cơ bằng quả vậy. Cái đây là on right là tức tức là công từ online á. À. Online Rồi. này. Cái này bây giờ mình bắt đầu luyện lại ha. Thế nên mình sẽ nói về cái vấn đề này. Rồi luyện gõ chữ Hán trên điện thoại hoặc là trên máy tính. Rồi bây giờ bắt đầu ha. Mình hay sao? Và trẻ không biết. Rồi đây nha. Rồi, online là nghĩa là online ha. Cái này là trong từ tiếng Anh mượn thôi. Online đế là bằng bằng có online. Rồi ichi tai san có nghĩa là gì? Ichi là một. San là ba. Rồi, một là thầy, còn ba là Thương Ngọc Bình là ba, gọi là ichi tai san. Còn như mình học một với một thì mình gọi là gì ta? Một với một Ichi tai chi đúng rồi, chi tai chi đúng rồi, chi tai chi. Rồi cái này nó có một cái gọi là tỷ số nữa, ví dụ như đá banh mà vào 2-3 thì mình nói xong, cái này gọi là tay. Ví dụ như bữa trước Việt Nam đá với EUA á, ví dụ như máy không, các bạn nào có theo dõi không? Rồi. cái gì ạ? Rồi như bữa trước Việt Nam đá với đội bóng khác á thì mình nói sau. Cái tỷ số á, thì mình nói sau. Ví dụ như 3-2 Việt Nam mình Tỷ số là 4-0 mà. à 4-0 à, 4-0 thì nói sau. Nhưng mà Việt À Nam với UAE mà sao 4-0? cái chắc rồi ạ, 3-2 đi ạ. À thì nói là sao? Bình vào chưa? Rồi. Ồ, ủa lần nào nay nay là kỳ quay nữa. Có cô á, tại Ờ. do là biết sao không, cái máy tính của cô đăng nhập vô nó không được, dùng bằng điện thoại không Ok. À, tưởng đâu sao gửi ờ. gửi gửi link chỉ cho ba bạn không mà thấy hôm nay có bạn kiều hoài nói. Sorry em, tại quên nói nữa, tại vì do cái máy tính không có đăng nhập vô được á nên cô dùng bằng điện thoại. À. Rồi nói lại ha. Ví dụ như bây giờ một người ví dụ học mà một với ba người thì nó là ichi tai san, cái là ba người là gọi là san, yuyo ukemasu là tiết học đó. Rồi còn ví dụ như bữa trước là 3-2 đó, đó nó còn ngoài đó gọi là tỷ số nữa, ví dụ như đá banh thì 3-2 thì mình nói sau, lần nào nó là được. Ngọc Ngọc nói sao? Dụ như Việt Nam mình hai, còn đạo UAE thì là ba, thì mình nói xong san tay ni san tay ni đó. San tay ni, tay đây là đối ngoài cái số nữa đó. Rồi bắt đầu rồi, chữ đây bạn nào nghĩa là gì? À, đọc được. Chữ đầu tiên à? À, chữ đầu tiên. Chữ can gì? Ừ, rồi mấy bạn viết bấm gõ ra giúp nào, gửi vô vô nhóm á, mấy gửi gửi cho thầy. Chữ đó là Gửi gì? trên ở trên trên À, trên ấy được đúng không? Trên Zoom đúng không? được, cái này gửi cũng được, cũng có nút chat. Còn không thì các bạn gửi vô cho thầy tin nhắn.
Rồi, gõ sao cho nó thầy giống đã chữ trò đi. chuyện thế nên không vô Ừ, được. nó nghĩa hử? Cái đầu tiên là kanji gì ạ? À đúng rồi, bây giờ thì viết tiếng Việt ha. Còn mấy bạn là gõ cái chữ chữ Cái chữ phần trò chuyện thầy tắt rồi thì nên là không vô được. à, vậy vậy các bạn gửi tin nhắn đâu, nó chép bình thường mà sao tắt không. Giờ chép bỏ qua bên cái Zalo phải không em? Ờ đúng rồi, cứ nhắn tin bộ qua Zalo. Bây giờ mình hôm nay mình mục đích là luyện luyện gõ chữ thôi, chứ mình học quá trời mà không không gõ được cái chữ nhịp thì kỳ lắm. Gửi những cái từ 1 tới 8 đúng không em? Đúng rồi, bây giờ gõ cái chữ đây, ví dụ như mình nhìn nhỏ mình đọc là gì, bây giờ viết cái chữ kanji mình biết hiragana, ví dụ như chữ chữ đây mình gõ ra là chữ kanji ra, luyện cho nó quen, đánh máy cho nhanh ha. Chứ sau này các bạn mà nếu có cơ hội làm công ty Nhật á, nó đòi hỏi các bạn là 1 phút là 120 chữ đó bạn. Tiếng Việt mình đánh tiếng Việt đây mình chưa được như vậy mà có công ty nó. Rồi có chữ đây mình gõ là chữ kanji đây, tại do trong đây nó sẽ có những kanji nữa này để mình nhìn vô mình biết chọn từ nào, nó có những từ trùng nữa, ví dụ như cái mũi này, hoa này, còn biết nghĩa luôn. Nhanh lên nha. Đúng rồi, rồi còn chữ đây là gì, chữ gì các bạn tập luyện gõ nhanh nhanh thôi. Đúng rồi, chính xác, tôi thường gõ đúng rồi Genryo, Genryo hình như là thiếu thiếu trường âm. À đúng rồi. Gửi lại em rồi đó. À, rồi cái chợ gọi là gì? Ichiba. Ichiba. Rồi. Đúng rồi, đọc đúng luôn rồi. À, các bạn gõ để mình nhìn, à thì từ đây mình gõ một lần là mình nhớ. Rồi, đúng rồi, chính xác. Kanji, Genryo, Kanji là chữ Hán ha, Genryo là nguyên liệu, còn Chiba là cái chợ và Shiryo là tài liệu. Rồi từ đây bạn nào gõ được. Đợi mấy bạn gõ trước nè. Từ nào Có bạn nào đúng trước. Đúng rồi, Ngọc rất tốt luôn, đúng hết rồi ha. Haka. Ồ, của thường đúng rồi. Rồi mình chưa thấy gõ chữ nào được cái nhận. À đúng rồi, từ đó siêu đúng rồi, siêu ri là sửa chữa. Có ở trường âm nha. Rồi, chữ đây là gì, chữ gì? Đúng rồi. Chính xác. Usual là địa chỉ. Đúng rồi, usual là địa chỉ. Đúng rồi. Sao chỗ là gì? Là cái người làm giám đốc ấy. Đúng rồi, giám đốc. Ủa, gọi, em chưa cài bàn phím tiếng Nhật rồi Bình. Đúng rồi, chính xác. Đó. À, chắc bạn Bình bạn chưa chưa bạn chưa đọc được mấy chữ đây quá. Nói chung thấy không, các bạn thấy mình gõ nhanh không? Dạ. Đó, đúng rồi, Ngọc bây giờ mới tới gõ chữ usual nhanh hơn chút nữa. Còn lát.
các bạn tại do chưa chưa định hình được chữ nó nằm chỗ nào đúng không? Các bạn phải bấm từng chữ, nhìn vô chữ, nghe chữ, cộng rồi chữ lại. Vâng. Đó đúng rồi, cô thường thường bấm nhanh đó. Đó Ngọc đúng hết rồi, đúng rồi, chính xác. Đi tiếp luôn ha, Dạ. từ 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 hỏi bằng Bình thử coi bằng bằng hiểu chỗ nào không. Bình ơi, Bình có nghe không? Mất tích rồi. Rồi không thấy không trả lời vậy đây. Đợi, vẫn đang nhắn tin cho thằng mà không biết sao. Rồi hai bạn gõ cái chữ này ra, bạn ra bạn chữ biết hiragana, các bạn chọn nó nghĩa là gì bên trong từ kanji. Em vô lại đi. Rồi, hai bạn đi tiếp nha. Rồi, cái này để chậm nữa kéo lên chỉnh lại cho ông Bình coi. Rồi, chữ đây. Các bạn nhìn vô đây, chọn nó nghĩa là gì, bấm qua gửi bằng kanji. Chữ. Đúng rồi, chính xác luôn rồi. Đúng rồi. Tôi thường đúng rồi hả? Đúng rồi, cô dù đúng rồi. Chữ đây. Nói chung cái này học một cái đây nữa là các bạn cái cách nhìn mà chữ là các bạn không bao giờ lộn khi mà dù đề nó ra cái nhiều chữ mà nó giống nhau đến cỡ nào nữa. Chính cái tay mình bấm ra là đúng rồi, còn mình gửi rồi. Đúng rồi. Mình mới gõ được chữ manager rồi, còn mấy chữ kia đâu. Đây thì cái Em đây hiểu, sẽ em xóa không nha. nghe được. Rồi nghe được chưa? Hồi nãy giờ không biết em có theo kịp không? Tức là cái bài số 1 đây là thầy cho mấy chữ kanji đây. Mình bấm ra ra hiragana. À. Rồi, rồi. Còn bây giờ mình chữ kanji đây. Chữ chữ hiragana đây, mình bấm qua kanji. Đó, đi đến đây rồi. Rồi mình đi chịu khó đi tiếp ha. Rồi. Rồi, chữ đây. Rồi, chữ đây. Các bạn biết đúng rồi, chính xác. Ngọc bấm bây giờ nhanh nữa. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừ, mình mới nhanh quá. Rồi, qua bài tiếp tục, bài 27. Rồi. Thầy nói luôn ha, thầy viết nghĩa còn các bạn sẽ bấm chữ mấy những cái chữ đây là ra chữ bằng chữ hiragana, chữ đúng rồi, chính xác, đúng rồi, chữ là kimono. Từ từ hai chữ em không biết chủ nghĩa là gì cơ Chữ chồng mình là gì, có những cái cách nào gọi là chồng. à, vô siêu gì Đúng rồi, không go thêm chữ go à, chị là chồng của người khác rồi. siêu gì, siêu gì, siêu À rồi, chúng thầy phải gõ ra cho em bạn luôn. Các bạn kiểm chứng. Rồi. Rồi. Rồi, em điện đúng rồi. Đúng rồi. Các bạn nhanh, bây giờ nhìn nhanh rồi. Nhanh quá ha. Cô thương bây giờ bấm nhanh đó. Ừ.
Chờ từ view riêng Ừ. cho nhiều viên. Rồi. Đúng rồi, cô thường đúng hết luôn ha. Nhanh quá. Rồi, cô thường nói ở cách mình đúng thấy đâu mình nói nghĩa ở nào. Đợi mấy bạn hát. Ok, thứ nhất là kimono, là đồ kimono trang phục truyền thống của Nhật Bản nè. Ừ. Shujin có nghĩa là chủ nhân, là ông chủ, chồng mình ấy. Ừ. Denki là điện ạ. Điện đúng rồi. Ok, tiếp tục. Uwagi là áo khoác. Ừ. Denwa là điện thoại. Ừ. Iodi, Iodi là nấu ăn, nghề nấu ăn á. Ừ. Cô rộ là Ừ. công công trường. Siêu đi là sửa chữa. Đúng rồi. Có một từ sửa chữa nữa mà các bạn nào nhớ không? Nào ô sữa. Ô rimas. Nào ô sữa. Nào rimas là đồng nghĩa với từ siêu đây, nhưng mà nó những cái gì nhỏ nhỏ nhỏ, chẳng hạn như cái áo mình thì nó hư cái nút gì đó mình sửa lại mình dùng nào remax, còn series đây là những máy móc nữa thì mình mới sửa nó. Trong từ nó bằng như tiếng Anh là từ từ fix với từ rebuild vậy đó. Không biết đúng không nữa đó, thì nó từ đây thì Đúng. sửa cái nhỏ 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 giống từ fix, còn cái từ rebuild thì sửa bằng máy móc. Mình sao bấm lao vậy? Thấy không kịp ở bên. Tại đánh nhanh quá. Chị đánh đẹp đánh gì nữa. Đánh đánh đi, đánh đi, tập đi anh luyện mà. Cái này là học chứ đâu phải. Thầy mở cái phần trò chuyện ở trên Zoom. Bởi vì em cứ phải mở cái phần tin nhắn ở trên Zalo xong là em lại phải mở lại cái này, nó không hiển thị. Thế nên là cứ phải mở đi mở lại, mở đi mở lại. Là tất cả cái này bây giờ thầy bỏ vô 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 cái Zalo cho tụi em không? Không ạ, Mày ý này là hay là thầy mở sao? cái phần trò chuyện trên Zoom lên ấy ạ. Thì để À. em vừa nhìn vừa ấn luôn ấy, chứ cái kia là nó của em cứ phải thoát ra thoát vô, nhiều khi còn không nghe được cả thầy nói ấy, khi mà đang vào trong Zalo ấy. Kiểu như vậy phải không? Ý là Như thế nào? cái phần trò chuyện trên Zoom ấy, thầy À, thầy trò tắt chuyện ấy. trên râm Dạ, mà. À, ủa thì em vô cái chỗ chat á. Được nhưng mà. mà nó ghi ở đây là trò chuyện bị tắt, À. thế nên là em không vô được. Trò chuyện sao bị tắt ra. Các bạn thấy trên màn hình không? À. À đây. À đây. Rồi các bạn có thể nhắn như đây. Đây thấy màn hình không? Đây được rồi ạ. Được chưa? Đó. Rồi, các bạn có thể nhắn Được rồi. vô 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 cái màn hình chat đây. Và như thế cho nó dễ ạ. Tại em cứ vô kia nhiều khi còn không nghe được thì nói ạ. À. Cái lúc mà em ấn À thế nè. Đây. Đây các bạn để này các bạn để các bạn nhắn. Các bạn thấy 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 màn hình không? có. Rồi. Các có thể nhắn tin như đây. Rồi mình đi tiếp nha. Rồi. Bình mạng ổn không? Dạ, lâu lâu nó hơi lắc mẹ không nghe nhưng mà Rồi. Thì ổn. có gì đi tiếp rồi có gì thầy gỡ file lại cho. Nói chung ngồi sẵn mấy cái này mất công lắm các bạn. Nói rồi. Coi đi gọi lại sửa rồi chữ này bạn nào gõ được chữ đây tụi nó nghĩ luôn coi ở bạn nào trước đây ha. Đúng rồi chính xác Ngọc đúng rồi. Rồi Ngọc nói luôn chữ đó là gì.
thoại ạ. Hội thoại à, hội thoại thì mình nói là hội thoại thì gọi là cây quá chỉ có trò chuyện nhau rồi tiếp. Nhưng mà bạn nào chưa bấm được chữ đây thì mình bấm đi nha. Ờ mình đúng Ok, rồi, mình mình chơi mình không bấm vào điện thoại hả? mình chơi đứng đi trước cái chữ rồi chứ đúng rồi đen xa kì mắt đó. Chị Bạn nói nào kỳ mắt trên là nói là em mặt lộn cơ cái mà. mắt của cái này rồi, kỳ mắt thì mới đúng. Cháy trời, mình nhầm rồi, Nhầm 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 mà chị gái, mà chị đã nói từ mặt đây rồi. Trong trời từ mà mặc áo ngược chỉ luôn mấy bạn từ đây ha, từ mới các bạn chưa biết, mặc áo từ ngược. nào các bạn nghĩ các bạn biết là thầy bỏ qua. Ra gai si mát là tức là mình mặc áo trái á, các bạn mặc áo trái thì mình gọi là ra gai si mát ha. Ví dụ như mình mặc dần mình nghĩ rằng đúng á hay gọi là áo trái mắt rồi đúng rồi. Còn mấy bạn khác chưa chưa bấm được không? Đúng rồi chính xác rồi. Rồi tiếp chữ đây nay liền là bữa sau là nhắn tin với người Nhật hay là có mà gì về Nhật là bấm nhanh lắm chứ không có còn mò mò nữa đâu. Đúng rồi chính xác, bạn bình được đầu tiên rồi tới đây. Mấy bạn chưa gõ được chữ đây mình gõ luôn nha, chứ mình đừng thấy bạn bỏ gõ bỏ bỏ gõ được rồi cái mình bỏ qua là không được, Nó hiển thị số 8 luôn. nên Chị gõ cái không chữ hiểu này để mình biết. nữa. Đúng rồi, để mình coi trường âm mình sai rồi. Tiếp đi cái bài tiếp theo rồi, chữ mấy chữ đây mình nào gõ được cái nó nghĩa luôn, biết nghĩa luôn là càng tốt. Cái gì? Đúng rồi. Nhanh lên. Bạn mà bấm nhanh hơn thầy nữa là các bạn nữa. Càng nhanh nữa, tiếp. Em nhắn từ đây học rồi thôi. Chờ em ấn nhầm rồi. Đúng rồi, Ấn nhanh cả hơn. ba cái chữ Hán. Đúng rồi. Vòng bình nào chưa thấy nãy giờ chưa? Bấm được chưa? Mới đây bấm. Rồi xong chưa, còn hai từ nữa mấy bạn, bạn nào bấm xong lần này đó mình chơi bấm một lần luôn ha, ghê ha. Rồi bình nhờ nhà bình nhà bình giải giải thích nghĩa nào. Đúng Ca sĩ là ca sĩ, ôn rồi. du là âm nhạc, ôn đô là lần tới, kyoshitsu là lớp học, kyoshi là giáo viên, shirio là cái tiền tài liệu, Cái gì cái gì kimono là shirio là cái tài liệu, à, kimono là trang phục truyền thống Nhật Bản, denwa là cái điện thoại. đúng rồi chính xác ok. Rồi đi tiếp, các bạn thấy mình lần lần mình quen tay đỡ đỡ hơn tí nào lúc nâng giờ thôi chị ơi. Kanji ôi đúng rồi, cô thương đầu tiên rồi. Được. Mình chọn từ ha, để từ cho nó có nhiều từ nó giống nhau á. Nó biết đi biết lại cho nó quen thôi.
Rồi đi tiếp nha. Số 1. Mujido ichi kudasai, gọi là anh nói lại lần nữa. Kono tsumami no migi no mawasu to oto ga chisaku narimasu, và cái mình bạn cho bên phải là cái âm thanh nó sẽ nhỏ này. Watashi no shujinwa uta ga zuzu desu. Đúng rồi. Rồi chữ đây. Ừ. Nãy 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 chỉ nãy giờ chỉ có mấy bạn sai trường âm là xíu nữa, đúng rồi. Đúng rồi, ngôi chỉ đồ ô tô, đúng rồi, siêu dinh vô, đúng rồi. Đúng rồi, chính xác. Rồi, qua đây. Cái này bây giờ không giải thích nha. Để các bạn tự tự tra, tự tìm hiểu sao mà nhìn vô cái chữ Genji mà hầu như trên cái bảng hiệu mà mình đi ngoài đường mình thấy cái bảng hiệu như vậy. Làm thế nào để mình tra mình biết à. Giải thích hai bài, ba bài rồi, hay sáu, hay bảy, hay tám rồi, bị giải bài hai chín, chín thì nó giống như vậy luôn. Đúng rồi, một bạn nào viết nhanh nha, nào đầu tiên một cơn mất này Ngọc không? Rồi từ ra chắc chắn là sẽ không biết này, nhưng mà các bạn tự tự mình tra mình biết. Đúng rồi, từ từ sạc kinh nhưng mà Cái từ thứ ba là gì? không, thầy không nói, Cung thầy không kim. nói, Cung kim. để mình tự mình coi thử, mình tra thử nó ra sao, làm sao mà đúng rồi, chính xác. Từ sạc kinh bango, đúng rồi. Thật kinh nghĩa là gì ạ? Sạc kinh có nghĩa là mình mượn tiền, mình vay tiền. Ồ. Ừ. Đúng rồi. Ừ. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừ. Rồi ha. Bấm hơi chậm nha. Hay là bấm đóng rồi được gửi, hay là cái từ nó không biết bên à. Okurimas Renshu Sakin Benjo Karimas Kanji Densa Kimono. Wow, nếu mà mấy bạn đọc được hết như vậy là mấy cái trình độ cái như là vững á, là bốn là chắc á. Có gì Em không biết từ sạc kia. ừ, thầy mình không biết thì mình làm nhớ vô, nhưng mà các À. bạn có biết nay thông tin gì hơi buồn À, bị không? hủy thi đúng không ạ? Đúng rồi. Đúng rồi, bị cấm, bị không phải bị dời, không biết nữa, quỷ rồi nhưng mà không biết có phải dời ngày khác hay là tới tháng 12 mới được thi ta. Chắc phải đến tháng 12 mới thi lại, tại do bên Nhật là nó quỷ đầu tiên rồi, xong nó mới báo về ở Hà Nội là báo về Hồ Chí Minh do dịch đó. Là nhưng mà Sao nó không đăng lên ta cái trường khoa học ngoại ngữ nhân văn ấy, điện thoại nó cũng không bắt máy nữa, kiểu thì như nó không, chắc bạn dịch cô nó hỏi cô có biết gì đâu, kiểu như thấy trên trên Google ấy. ừ. Thì chắc dịch dài thấy nhiều bạn cố gắng học quá trời học, nhưng mà giờ tới tới gần ngày thi cái nó cho nó quỷ mất, nên cũng hơi buồn mà. Nhưng mà Nhưng mà có mình giờ cô thì thi đăng ký thôi phải không? Cô có đăng ký cô định tháng 12 thi luôn nè ba luôn chứ. à? Nói vậy cũng cũng làm gì đâu,
điện rồi Ừ, cho lâu nên là giờ đâu có làm gì đâu, ví dụ giờ thi cũng không có thi nữa, tại vì định lấy N3 để đi vô công ty ấy, chứ công ty nó không có cần N4 á, tức là à. N3 nó mới nhận, N3 trở lên á. Ừ. Đúng rồi, chưa Nên giờ chưa ráng cày. nhưng mà Sao mà tệ. tự nhiên nghỉ dịch cái có coi như là tự nhiên có ngoại ngữ biết rồi, có là ba coi có một cái việc nữa. Trời ơi, nhưng mà em biết không, bạn cô thì nó kiểu như nó định đi Nhật ấy, xong rồi bây giờ tiền bên công ty nó cũng không trả nè, rồi giờ bằng cấp cũng không có thi được ấy. Bây giờ nó bị mất trắng luôn em, công ty giờ nó phá sản á. Cái bây giờ bên Nhật nha, bên Nhật nó phá sản nha, xong bây giờ nó không có nhận thực tập sinh nữa, bây giờ hả là mất cả chì lẫn chày luôn em. Bên Việt Nam môi giới giờ cũng khóc lên khóc xuống ấy, cho nên mấy bạn nào mà giờ cứ ấy, rồi giờ cô cũng sợ quá ha. Bạn cô bị chứ phải cô, nhưng mà ý là cũng sợ quá cái đợt này nè. Thì dịch thôi, nhưng mà nếu mà cứ có bạn nào có COE thì đợi công ty Nhật nó hái lại cho mình đi, mình chỉ sợ là công ty bên Nhật nó quỷ quỷ luôn, nó phá sản luôn đó chứ. Đó thì đó. Rồi đi đi qua lại tiếp ha. Rồi nhờ bạn Bình đi, bạn Bình nói lại tiếp mấy cái này chữ này đi, nghĩa là gì? Goodness. Cái này là đọc hết ta hay là Đó nãy đọc nãy nãy viết ra đó, bây giờ mình đọc lại một lần nữa là mình nhớ ra lắm, mình gặp chữ này là mình không quên đâu. biết mà em hay lộn nghĩa, tại Hán tự em hay lộn lúc trước. À đó, lộn phải không? Thôi ok, nhờ bạn Thương nè, nhận Thương nói lại sẽ nhanh hơn. Ok, dạ rồi. À, rồi bây giờ vô luôn nha. Chữ đầu tiên là okurimasu, là gửi. Đúng rồi. Ok, renshu, luyện tập. Rồi, shakin là khoản nợ. Bankyo là học. Năm là Karimas là tá muộn. Kanji là chữ kanji á. Rồi densha. Densha là tàu điện ha. Rồi tiếp kimono là đồ của Nhật Bản đấy, đồ Đúng kimono. rồi. Nãy giờ mình gặp mấy từ đây, là bây giờ nếu mà gặp từ lại mình có bị sai không? Cho trắc nghiệm chắc được ạ nữa. Là phải bây giờ phải tự tin đúng 100% nhé. Đúng luôn. Giờ tự tự tức là người ta kiểm tra, người ta chỉ đổi mấy từ đây thôi, nhưng mà bây giờ mình không nhớ là mình đã, người ta cũng chỉ cho như vậy thôi. Bữa trước hình như chị mới giới thiệu cho bạn Ngọc là bạn Bình nói về cái cách thi đúng không? Bình Ngọc nhớ nhớ Bình Ngọc là bữa trước nhớ rồi, bao nhiêu là điểm là đậu, bao nhiêu điểm là lì, nhớ không? Chắc quay không 90 nhớ không? Còn nếu mà mình trên 90 điểm nhưng mà có một cái mà dưới 19 điểm thì mình đậu tại cả không? À tập ha, tại do nó có điểm, gọi điểm liệt, gọi là red 10 á, red 10 là điểm liệt. Rồi tiếp tục chữ này, nó có cần gì hết nha. Rồi rồi cái chữ trên đầu đây mình gọi là nó là chữ furigana, còn mấy bạn thì cứ cứ viết vô chat cho thầy. Cái này gọi là furigana, gọi là chữ furigana. Đúng rồi. Bình giờ nhanh quá. Ok Bình đúng hết rồi. Rồi Bình giải thích, bây giờ Bình giải thích tầng cao luôn. Bây giờ thay vì mình giải thích nghĩa nó rời rạc nữa thì bây giờ Bình biết tầng cao đó rồi. Mình giải thích con số 1 đầu Daremi, Daremus. nè. Ô, là mỗi ngày bạn học tiếng Nhật từ ai vậy? Đúng rồi. Rồi. Rồi, coi sẵn ra để cho mình trả lời này, mình trả lời xong. Là trả lời hay sao này? À, em trả lời À, luôn. thầy Tân Sơn Sơn nếu niệm hôn gố Daremus. À. Ủa chứ trên trường em không còn học với giáo viên nào nữa.
Thật sự thì hiện tại em học tới 4 giáo viên tiếng Nhật luôn, cộng thêm thầy là 4 người. Học dữ vậy. Nhưng mà trên Tại trường bữa vì trước ấy. hai thì trên trường em là một có một người thầy và một người cô, rồi một người là viết và nói, một người là đọc hiểu và nghe, là hai người rồi. Người là kiểu cũng lâu lâu bài tập em không này nọ thì người đó cũng dạy em cũng gọi thầy luôn. Nhưng mà trên trường là em đang học bài máy, bữa trước em mới Bây giờ họ chỉ mới tới 24 mà thầy. mới 24 à. Ù mình đi nhanh vậy ha. Rồi còn mấy bạn mà học được là một là hai của em, mấy bạn đó bây giờ học để lấy cái bằng thôi à? Em không biết nữa, tụi nó học như đi chơi vậy, kiểu như là em thấy tiếc tiền ghê á. Tới bằng N2 rồi vô học lại N5 đi tốn tiền thiệt. Nhưng mà bạn học về văn hóa Nhật là bạn lấy cái bằng rồi sao bạn bạn vô bạn đi làm chứ đâu phải kiểu như có N2 là không mình đi vô làm đi đâu, nhiều khi mình phải có cần đòi cái bằng đại học hay bằng thạc sĩ, nhưng mà bạn em chuyên ngành tiếng Nhật này nó khác nữa. Môn ngoại ngữ nào nữa em đang chọn? Em học chuyên ngành tiếng Nhật mà đúng không? Từ trước em nói Em học Nhật Bản học luôn, là nó cao cấp hơn cái môn ngôn ngữ Nhật. muốn Nhật Bản học là nó không đòi hỏi ngoại ngữ thứ hai, hay là chỉ học tập trung một cái đó Dạ. Ngôn ngữ Nhật đó là mình chỉ học chuyên về ngôn ngữ thôi, còn Nhật Bản học đó là học kinh tế văn hóa rồi tùm lum tùm la, nói chung là mọi thứ về Nhật Bản là nó cao thôi hơn cái ngôn ngữ. ok, mà phải tiếng Nhật phải 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 cố lên nữa nha. Rồi ok, câu số 2 mời bạn bạn Ngọc nào. Đấy. Kanozo ni hongo kasimasu. Cho mượn sách. Là ai cho mượn? Cái người mà nói đó. Tôi ạ. À đúng rồi, mình lược bỏ, mình nói là mình lược bỏ ha. Dạ. Còn nếu Tôi mà cho bạn gái mượn sách. đúng rồi, cho bạn ấy mượn. Còn nếu mà từ karimat ngay chỗ đây thì nghĩa sao? Tôi mượn sách từ bạn gái. Đó đúng rồi, bây giờ hiểu rõ vấn đề này. Với nhiều bạn cái này là trình độ nó sơ cấp mà nhiều bạn cực kỳ lên học bài cao không phân biệt được ha. Rồi câu số 3 nhà cô Thương nè. Tức là hahano ai wa itsu made ima itsu made không phải itsu itsu made mo hả made mo tsuyoi desu. It's my demo to joy this. Nghĩa là gì? Itsu made mo là tức là tình yêu của mẹ là mãi mãi luôn mạnh, tức là luôn 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 vĩ đại, Rồi. mãi mãi là vĩ đại. Đúng rồi, kiểu như vĩ đại vậy, mình dịch là to lớn vậy. Rồi mình đi theo tìm tiếp thôi, nữa xong là gần cuối bài thì mình sẽ lái một cái tin nhắn của một người Nhật rồi mình dịch, gọi là dịch tin nhắn của Đây, người cho Nhật. cô hỏi cái này, cái là itsu demo là được, sao nó để là itsu ma demo ta, chữ ma vô để làm gì? Mà đấy là đến mà đấy là đến Chị chơi cứ tách ra miết nè, rồi ma đó là gì này. Rồi mình tách ra à, đúng y rồi. chưa đã. Hiểu 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 chưa? Ok, dạ 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 đúng rồi Nhiều đó. khi cô hỏi mà không biết trả lời sao. Tưởng nó là cái cấu trúc á, mà ví dụ như là chữ đế mồ, ví dụ như là cho dù là như thế là cũng không gì đó, ví dụ như cho dù là trời nắng cũng đi chơi gì đó, thì chỉ chữ cho dù là thường thường là một cái gì đó xong cộng cho đế mồ thôi chứ không có ma vô. Nhưng mà cứ hiểu nhầm và tách tách tự tự tách biệt ra, già rồi có nghĩ ra đúng không, là cùng một Cô hiểu cũng cách rồi. sai phải nữa này. Ichima de mu ha. Rồi đi tiếp để xong rồi mình sẽ lái một cái tin nhắn của người Nhật rồi cho các bạn dịch này. Chữ đây giờ các bạn gõ cái chữ đây ra rồi xong rồi mình sẽ
dịch hết nguyên câu chứ không còn là từ vựng lưu lại nữa. Đúng rồi. Này, chưa đây nghĩa là gì? Dạy Ừ. câu để Dạ. bên trên em biết rồi, ở Dạ, kia cho biết. cái Ừ. từ giáo ấy ạ. Đúng rồi. Rồi bấm ra coi chữ giáo là như nào. Hồi Nhiều nãy khi các bấm bạn hết rồi đó em, nãy ba bạn bấm hết vừa nãy viết rồi đó à mình bấm hết luôn rồi. Ừ, nhanh vậy. ạ. Dạ. Ừ. Rồi bây giờ Ngọc dịch câu số 4 nè. Đấy. Ane wa daigaku de ego o shimasu. Ừ. Đó, quay cái này cũng Ane nhầm nữa nè. Nhiều bạn nhầm lắm. chị gái. Ừ. Chị gái thì dạy tiếng Anh ở trường đại học. Đúng rồi. Rồi ok, câu này nhờ bằng Bình nào. Nihongo ga zozu ni hanasemasu. Ừ, nghĩa là gì? Tiếng Nhật là có Bình thường các bạn nói được cái cụm này thôi, không có cái từ đây thì các bạn dịch sao? Thôi bây giờ mình bỏ cái từ đây vô nữa thôi. giỏi thì À giỏi có thể nói tiếng Nhật. đúng rồi chữ, đúng rồi có thể nè. Rồi nếu mà chữ đang ghi chữ ố đúng không, bình thường thấy ví dụ như nói là ghi chữ ố mà sao chữ đang đang nói là ghi chữ gái. Khả năng đó, phải không em? À đúng rồi ha, Hanasemasu nó này cô thường phân biệt được rõ đó. nhớ ha, nhớ luôn, nhớ học đi học lại, học đi học lại miết chứ không phải à mình biết rồi cái làm sao cái quanh nói vô thi dạy chứ thi vô thi là lại bị tập những câu đơn giản được sau một tiết ra bứt tóc. Úi sau cứ bình thường cứ nghĩ là à vô không đọc kỹ thì nhìn vô rồi thiếu chữ đây lại cái dù thấy nó trợ từ ố anh bỏ vô cái, à, trời ơi tiệt khả năng người gá ra cái bứt tóc. Ừ. À, rồi đi tiếp câu 30 này ráng làm sao chứ tôi thấy 40 câu rồi câu này hơi khó này. Rồi bắt tiện du lịch bạn cùng phòng bạn cùng ký túc xá rồi cái phòng phòng hộp rớt ca sĩ câm thanh lần này đúng rồi. Ừ ông bình bình Xin lỗi. đừng Dạ có dạ viết dạ thêm gì nữa. tại nó xuất hiện em chỉ chỉnh lại. Ừ. Từ từ ba em không biết. À từ thứ ba không biết thì bỏ qua, từ nào không biết bỏ qua. Để mấy bạn bấm hết được thầy giải thích nha. Ừ, từ đang từ sinh năm cũng có nhiều bạn mà bữa trước học rồi mà không biết nên có thêm cái chữ chữ phư nữa không biết. Từ hồi nãy làm hai ba lần rồi ha. Rồi đợi mấy bạn
Thôi. Từ năm là gì em không biết. Ủa mấy bạn sao nãy giờ từ từ số 5 chưa chưa bạn nó bấm được kìa. Không thương bấm được rồi. Đô ca cử. Gô cá cừ là gì? Gô cừ là gì 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 Gồm các cơ là đố đấy ạ. ngọc? Bây giờ mình thêm chữ phư nữa. Không đố. Đúng rồi. Rồi đúng rồi. Đợi bọn mình vài giây nữa. Rồi bây giờ nhờ bạn Ngọc. Đúng rồi, chính xác hay rồi. Rồi lần này nhờ bạn Ngọc ha. Nhưng mà cái đô riêu cái câu số 3 em không biết đâu. Rồi không biết thì Từ có bên sẽ. là bất tiện ạ. Rồi. Riêu cô là du lịch ạ. Khai ghi si chữ là phòng họp ạ. Phư gô ca cự không đủ. Ca siêu ca sĩ ô tô âm thanh. Khôn đồ lần tới ạ. Rồi. Rồi, bây giờ nhờ bạn Bình, số 3 bạn Bình biết là nghĩ gì không? Bạn Bình vẫn cũng không không gõ được chữ ra luôn không? Rồi, chữ Rio không có nghĩa là ký túc xá ha. Ký túc xá. Mình thêm chữ chữ đồng. Đồng vô. Ký túc Do Rio. Do Rio là kiểu như là vừa nghĩa là đồng nghiệp á. Những người mà vừa đồng nghiệp Cùng rồi ký những người túc cùng ký túc xá nữa này. Mình đều dùng từ đây hết Do Rio. Kiểu như rồi. ở ký túc xá mình sống chung á. Nó có nghĩa ví dụ như nếu mình làm việc chung nhau mình cũng nghĩa là Dorio, hoặc là có một từ gọi là Shiguto Đấy. cái này cô thường biết hết chưa, có từ nào Không, đây từ vựng này cô biết ấy. Tại vì cái chữ đồng thì trong Onashi thì nó chỉ ghép chung với lại cái chữ âm on của nó là âm đô thôi. Là hồi đó cũng có họ mon kun cô biết. đúng rồi. Rồi đi tiếp. Rồi cái này là lần này sẽ dịch nghĩa luôn hơn. Đi 5 câu. 5 câu. Mình gõ ra một lần rồi mình sẽ dịch. Mình sẽ trong đây nó sẽ nói những cái dịch này. Đúng rồi, chính xác. Đúng rồi, bình sành dấu á. Rồi. Lần này nhờ bọn Bình dịch dịch giúp thầy 2 câu ha. Từ đợi đợi mấy bạn khác làm xong luôn. Bình. Đúng rồi, mình học cái từ du lịch không mà mình chưa đủ đâu. Nay mình học mấy từ này nữa. Bình 2 câu này, Ngọc 2 câu này, Thương câu số 3. Rồi, Bình dịch cho thầy hai câu số 1 đầu tiên nữa nào. Ờ, Kareo Watashito Rồi, nghĩa là gì ta? tôi và nó giống năm kiểu kiểu là cùng năm cùng tuổi Rồi ví dụ như là kiểu Bình 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 23 tuổi. Bạn Ngọc cũng kiểu đồng 23 niên tuổi. kiểu kiểu đồng niên đi. Thì mình nói sao? Là bằng tuổi ha. Ra gọi là so sánh bằng á. Mà trong sách các bạn mới chỉ là so sánh hơn kém. Thì bây giờ mình nói bằng nó như thế này. Nhớ chữ này nó ngoài cái chữ nên, các bạn đều đọc nên nữa. Nhưng mà nó có từ từ Toshi nữa, nhớ luôn. Rewa watashi to onaji desu là anh ấy và tôi thì bằng tuổi, chứ đừng có đồng
đồng năm giống năm vậy hơn, mình dịch nữa bằng tuổi. Rồi câu này chắc chắn mình dịch theo lũng củng này rồi được không? Ta bây giờ không biết cái nghĩa là gì biết không? À, em không biết Bạn nào biết đò không? nào là tập gì đấy. Rồi thầy biết trong từ du lịch ra ha. Rồi bây giờ chữ chữ tabi đây, thầy bỏ cái chữ hành đây, thầy lôi nó đi, làm sao đây, bỏ nó rồi, thì nó còn viết tắt có trong từ du lịch thôi, gọi là tabi. Tabi là chuyến đi, hành trình đó. Ví dụ như Tập gì rồi. tabi đây này, tabi này, ai chắc mới biết đúng không? Vâng, em không biết tên này. Bình thường mình cộng chữ chữ đây, chữ lữ với chữ hành thì gọi là du lịch, nhưng mà nó sẽ qua, nó đi đứng một mình thôi thì nó gọi là tabi. Ừ, thì có nghĩa là chuyến đi. Rồi chuyến đi như thế nào đây, mình dịch thử danh từ thì đế, danh từ hoặc là tính từ đuôi đuôi này. Rồi thầy bỏ cho y viết viết ngắn hả Kiểu là chuyến đi dài, bạn là ha, từ vả, nà gai là gì? đã vất vả về chuyến đi dài ấy. À đúng rồi, nà gai bỏ chữ y đi, gọi là nà gai tabi là vì, chữ đế này mình dịch bằng vì ha, vì chuyến đi dài nên tôi thì đã rất là mệt ha, rất là mệt. À, vì chuyến đi dài này là mình ở cao ra, khi mà kết thúc một ở công ty á mình thường nói cao ở Samaris, còn nếu mà bạn bè nhau thì mình chỉ cần nói là chữ Samai thành là chữ gì, các bạn nào biết chữ Samai thì mình nói thành Ochikare-san, Ochikare-san. Bên Nhật cũng nói làm lâu như ban đầu qua, ban đầu mình qua thì nó cũng nói lịch sự mình, nhưng mà thân thiết thét tới đó Ochikare-sama-san. Ochikare-san Đúng rồi, kiểu như bạn luôn bè thân thiết nhau á. Rồi, Ochikare-san. Còn nghe không thì quen nó nghe. nó là Ochikare. Ừ. Nhưng mà chữ Sama thì biến thành chữ San, tại do kiểu như bây giờ làm ngày nào cũng gặp mặt nó á. Lúc trước các bạn ngày xưa ở Việt Nam không có cơ hội để nói chuyện, người Nhật đi tìm để nói chuyện hoặc là gì đó để đi giao lưu nói chuyện á, nhưng mà đi làm thiết rét thiết tới đó, ngày nào cũng nói chuyện gặp mặt suốt chán luôn. Ừ. Rồi câu số số 3 tới Ngọc nào. Đấy. Nihongo no benkyo wa do desu ka? Cái việc học tiếng Nhật thì như thế nào? Đúng rồi, mình trả lời luôn được câu nào không? Omoshiro desu. Ừ. Ủa, cái đó là trả lời omoshi rồi, gọi là ứng số ha, tức là mình phải chứng minh được là tại sao nó là thú vị chứ, mình cứ nói là omoshi rồi không được. Rồi tới câu số 4.練習すれば kino migaku koto ga dekimasu. Rồi cái này À, ghi gino, nu. gino Ừ, ghi chứ. nu. Gino migaku koto ga dekimasu. Rồi mình đánh răng thì mình nói sao ta? Mình đánh răng gọi là gì? Migaki. Hao mì gai tê mắt á, thì Dạ. hao mì gai ki mắt á, nhớ trong từ mì gai ki mắt không? Mì gai ki mắt là đánh mài. Rồi vậy câu đang nghĩa là gì? Sư đi bà đây mình dịch là nó là giả định, câu giả định trong tiếng Nhật. Để luyện À rồi dịch lại thế nào, để có thể luyện tập thì rồi phải rồi rèn ok, luyện kỹ dịch dài là phải nhờ cô Thương dịch mới hay hơn thôi. Cô Thương dịch cho bạn 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 mở rộng tầm mắt nè. nhục quá. Kiểu như cô nhục quá. Tức là trong trường hợp mà làm bài tập ấy, cái kia là gino gino
Gino là kiểu như kỹ năng đúng không? Tức là cái kỹ năng. Còn kia là cái mi gá hả? Migakimasu. Mình thấy migaku. Mi gá cứ thì cái phải cần phải trau dồi kỹ năng, Đúng phải có rồi, thể dịch. trau dồi được kỹ năng của mình ấy. Đúng Được rồi chưa? ha. Dịch rất là hay. Nhưng mà Trời. muốn Được quá. muốn muốn nghe mình dịch lên lại câu đây lần nữa hơn nào. Coi mỗi người tự có mỗi người nó có dịch, cách dịch dịch khác nhau, các bạn hiểu không? Do mọi người nó sẽ có cách dịch khác Kiểu nhau. em kiểu em có phim em hay nghe cái gì mà rề bà là kiểu dịch là giá nhân. À thì em cứ em dịch đi, em thử thử. Này giá nhân nó không hợp lý. Nếu như mà tôi luyện tập thì tôi có thể trau dồi kỹ năng của tôi. Đúng rồi ha, cái này nè mình phải dịch là nếu ha, nếu mà luyện tập thì tôi có thể là gọi là cái kỹ năng của mình đó, mình sẽ đánh bóng cái kỹ năng của mình ha, mình dịch cho nó hay hơn. Rồi từ qua trước khi qua bài mới thì sẽ cho các bạn gọi là dịch, gửi này mở lên ha, tức là dịch thục hành lang với dịch thục hành chợ nên như thế nào. Nhưng mà cái này là kiểu như là phải nhờ cô Thương, cái này mới phải nhờ cô Thương thôi. Từ cái này phải nhờ, Thiệt. Trời không biết cái là nhục lắm. không, cái này mới gửi cho một bình đây đây. Giờ đây dịch thuộc hàng lâm với dịch Nó thuộc dữ hàng chợ, vậy bây giờ thì đúng rồi. Để đây thầy. đây cái câu tiếng 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 Anh nó cô Thương đọc nghĩa là gì, đọc lại thử cho mấy bạn nghe thử. Trời. Ủa thì nè, cái này nó dịch ra hết rồi còn gì nữa. Có những cái phiên bản người ta dịch còn hay hơn nữa. Covid dịch gì đâu trời. Rồi Tức là nó dịch ra hết rồi kìa. Dịch à, thì biết nguyên rồi, kiểu này. cô đọc lại mấy câu tiếng Anh đây thôi. Ok. Rose are dead. Violets are dying. Outside I'm smiling, but inside I'm crying. Rồi cái đây là dịch hàng lâm rồi, nhà Bình đọc thử nào. Gì đây, ôn tập lét kiếm miệng cười banh mà lòng như chó Đó để rồi tới tới nhờ Ngọc đọc theo ra thử nào. đá hồng kêu sa nay đã chết, nhánh violet kia cũng tàn, thiên hạ xét ta vô lo, nhưng sâu thẳm là đại dương chết. Ok không? Trời Chỉ một cái câu tiếng Anh thôi mà. ơi cái gì vậy trời. Dịch hàng cái này là gọi là hàng lâm thôi, cụ này gọi là phí gọi là dịch mà uyên thiên nó phải như thế này đó các bạn. Sau mình cũng học nhưng mà mình làm sao mình cái tiếng Việt của mình dịch nó cũng hay hay như vậy ha, chứ đừng có dịch sát chữ quá, cái gì hồng tập lát kim xanh miệng cười banh mà lòng như chó rách gì đó, nó thật sự cái này là sát nghĩa luôn á ha. Cái nói chung cái nào cũng hiểu á, nhưng mà mình học sáng sau mình đạt được cái cảnh giới như thế này là không phải chuyện đùa đâu các bạn, cái này là gọi ngôn ngữ tiếng Việt không. Là không phải dạng vừa đâu. Rồi mình quay lại. Rồi đó, nói chung là học ngoại ngữ nó cũng như vậy, nó sẽ có cái gọi là dịch hàng lâm và mình dịch liên điêu luyện nó khác. Rồi tới nhờ cô Thương câu số số 5. Hy vọng là cô Thương đừng có dịch cái kiểu hàng năm ha. Rồi câu số 5 nè. Trời ghê quá. Ok. Kaminari no oto ga toku de kikoemasu. Rồi mình tắt ra Ok, đọc lại tắt ra. Ok. Cô cứ bị tập đó đó. Kaminari no oto ga
Toku de kikoemasu. Ừ. Có Rồi. nghĩa là tôi có thể là nghe được cái tiếng sấm sét ở đằng xa. Đúng rồi, nó phải dịch như vậy đó. Chị thấy Tức cái là có chữ thể. cô vẫn chưa được được cái tách 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 ra. Chị thấy cái chữ Đúng, được cái với được đọc ấy gì? chưa được á, tức là đọc chưa có được. Ừ. Ok Từ từ ok. hôm sau từ từ sửa thôi, chứ ai mỗi đầu học cũng vậy thôi. Nói chung em ngày xưa Ok. là tệ hơn cô, nhưng mà cứ từ Thôi, ông sợ quá. từ. Rồi tiếp. Rồi, mấy cái này hơi khó đó mấy bạn ha. Rồi, tự các bạn tự tra ha. Các bạn tự tra tự đánh máy nè. Rồi các bạn tự tra, đừng đừng nhìn lên đây nha. Nhìn rồi ạ. Rồi Em đừng viết chứ, em viết thì nhìn sao không nhìn. ok, mình đây thôi. Rồi nhìn mình giả bộ mình lơ đi. Mưu xin này. Mưu 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 xin xin tay cái đó sai. Mưu xin xin tay mình lơ đi. Đúng rồi. Rồi xong hết chưa? Chưa mì đâu. Đúng rồi. Rồi chứ ai mà biết ý mì là sai rồi. Ngọc sai rồi Ngọc ơi. Bạn nay học hôm nay làm cái từ đây là các bạn biết. Trước giờ các bạn không biết từ này. À từ đây à, đúng rồi. Ngọc biết từ kia mà chưa chưa mà biết được ý mì đó. Đúng rồi. Ồ, ghê ta. Đúng rồi kìa. Ừ. Đúng rồi. Ngọc chính xác rồi kìa. Rồi. Thì gọi lại rồi bây giờ. Bạn. Rồi nhờ cô Thương đọc từ số 1 đến số 4 ha. Ok, Zigo, Hogan, Ừ. Yoki, Kiyomi. Rồi, còn nhờ Ngọc Ngọc cũng đọc cỡ 5 số 5 đến số 8 nữa nào. Ừ. Tengo, ngôn ngữ, Yimi, ý nghĩa, Kiyoshi, chữ, Ừ. màu ngọc. Taxi, xe học sinh À đúng rồi ha. Mình biết là ga cười xe nhưng mà đọc là sao? Gạt cười xe ha. Biết là ga cười xe nhưng mà đọc là gạt cười xe. Để cho nó giống giọng người Nhật ha. Biết như thế này nhưng mà đọc như thế này. À. Rồi có từ nào mới trong từ không? Đáng là mấy từ mới đó bạn. À, đây. em không biết từ khô game lại Hồ game ghen ví khô. dụ như Ngôn ngữ là từ ngữ địa phương nhỉ? hô ghen như hạn như ở quê thầy chiếc xe đạp thì người ta gọi là xe đụp rồi Em hiểu. các bạn hiểu không mưa Em nói một tràng la, em nói một câu gồm tiếng của em coi cho mọi rồi người. này Xỉu luôn. mưa tạnh các bạn là mưa sỉnh. À, quê gọi là mưa tạnh thì gọi là mưa sẩn. Cái túi. Trời ơi trời. Mất Cái túi á, cái túi túi là áo mưa. Đúng không? cái thủi. Túi. Cái thủi, rồi Hay. cái. Ừ, cái túi gọi là cái thủi, rồi hoặc là cái xe đạp thì bằng là người ta sẽ gọi là xe đụp. Rồi nay mình học thêm ngôn ngữ mới nữa. Ok.
nó thành cái này thì gọi là đây những cái này để bạn nói, các bạn nói những từ đây các bạn có khi là hiểu có khi là không đúng không, Này. thì cái Không đó luôn, gọi chứ là có khi hiểu gì không hiểu. không hiểu luôn à. Thì Tại cái đó gọi vì cái là từ mua đó, kẹt cái chữ xe đạp thì nghe còn được được, chứ cái thủi cái sửng là hết chứ. sửng không biết là phải không, thì ở quê nó sẽ nói vậy. Và cái ví dụ như ở Tokyo thì gọi là gì ta, Tokyo thì nếu mình học mình có giọng Hà Nội thì mình gọi là gì, bạn đã biết cái đó thì mình nếu mà ngôn ngữ của mình nói sao cái việc đó, ví dụ giọng Hà Nội thì gọi là giọng gì, Giọng Bắc, gì giọng Bắc, ví dụ nó giọng Hà Nội là giọng chuẩn, đúng giọng rồi giọng chuẩn thì hả, hyojungo giọng được gọi là giọng tiêu chuẩn hyojungo, nó hyojun là được rồi, thì gù là cái ngôn ngữ, còn bình thường mình nó là hyojun là đủ hiểu rồi. Đó. Đó. Bình hiểu không Bình? dạ hiểu 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 À. Bình là sinh ra ở đây luôn đúng không? Nên đâu có từ không? À. Thật cũng chắc là ở ở Bắc Ninh này sẽ cũng có những cái từ đại chắc không đảm bảo, tại từ một nào ạ? hô game vậy này. À, Em nghĩ từ nào ở quê em là từ nào? em Như ở những hạn như ở trong này sẽ có những cái tỉnh như là Bến Tre, Long An, Tiền Giang, họ cũng bị vấp những cái chữ, ví dụ như Bến Tre thì họ nói là Bến Tè, còn ở Long An thì chữ R họ nói gì cái G, nói chung mỗi tỉnh ấy, còn chắc ở ngoài Hà Nội là sẽ nói giọng chuẩn nhất tại giọng thủ đô. Rồi chỉ luôn từ thủ đô hơn, thủ đô bạn mấy bạn nào biết không, siêu tô là thủ đô ha, siêu tô là thủ đô. Rồi mình đi tiếp, Tây Ninh cũng 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 có giọng địa phương chứ chẳng lẽ không có này. Nhưng mà kiểu như địa phương nó cũng gần gần Sài Gòn ấy, nên là nói ra thì ai cũng biết thôi, chứ không phải là địa phương là chỉ có địa phương không biết. Không, cái đó là tự do mình sai mà mình cố gắng mình chấp nhận cái sai thôi, chứ nghĩ sao mà đi về gọi là đi về đúng không. Ủa, đi về chứ đi về gì? Đi Ủa đương đi về là đi về thôi. Giống như cái chữ ủa, chứ nếu giọng Hà Nội mà chuẩn ha, nè cô nói cho em coi những cái chữ chuẩn nè, ví dụ như kêu hả, giờ ví dụ như bây giờ nói cái chữ của Hà Nội, nó cái gì nó cũng vô âm gì hết trơn á, ví dụ cái quần áo dơ, cái quần áo dơ 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 đâu ra dơ, không, cái đó là họ nói vô hạn vô họ vô ngã rồi nó chuẩn, không phải cái đúng. gì đâu. Nhưng mà ý là cái chữ giờ á, ông họ đâu có nói chữ giờ được đâu. Họ giống như những người mà người Bắc á, mà họ học tiếng Nhật ấy nha, cô để ý luôn á, là họ lúc nào họ cũng nói cái chữ mà chữ vô ấy à. Cái chữ là dôi, cái chữ dôi, tức là họ hay nói âm gì, tức là họ bị cái tiếng của họ xong rồi vô luôn cái chữ ngôn ngữ mà những cái chữ khác học ấy. Nhưng mà cái từ đây là không chấp nhận, tại vì mình biết vậy là nếu mình biết chưa chưa vô vở là sẽ chắc chắn là mình sẽ sai. Đúng rồi, thì đúng rồi, đâu có tiếng nào mà nó chuẩn trăm phần trăm đâu, cho dù Hà Nội chuẩn nhưng cũng có chữ nó đọc sai mà. Có từ nào mà đọc sai á, tại nó đọng cái Z đó đó, cái chữ giờ mà đọc mà Z hết mà không sai. chi Đúng Việt không? Nam, Việt Nam mình làm sao mà mình phải không lấy một cái ngôn ngữ chính thống là nha. Đáng lẽ là cái chữ giờ nó phải đọc giờ chứ sao nó đọc toàn là Z hết. Rồi nhưng mà nó nói vậy chứ có hiểu được cái gọi là Gengo chưa? Nãy giờ Hay. nói liên thiên vậy thôi, nhưng mà mọi người cố gắng là nhớ dùm là chữ Gengo là cái giọng giọng vùng miền ha. Gengo là giọng vùng miền ạ. Đúng rồi.
cái Hogan, Hogan là nhóm vùng miền. Ghen Hogan còn là Gengu là ngôn ngữ. Ghen là ngôn ngữ. Gengu là ngôn ngữ, Hogan là dòng vùng miền. Hai. Rồi tiếp mấy chữ đây. Mình đi tới tới đây nữa rồi, bây giờ sẽ mình sẽ lấy một cái hình, một cái dòng trạng thái tin nhắn của người Nhật cho các bạn dịch ha. Đi thấy cái này nữa thôi. Đúng rồi. Đọc sang nhanh ghê ha. Bình nãy giờ là Đã. bình nãy giờ làm sẵn rồi thôi, đợi thầy nói là bấm bấm enter thôi chứ. Rồi ok, còn cái từ đúng rồi, có từ xong luôn rồi kìa. Rồi ngọc xong chưa, đọc còn một chữ nữa, Tên kia hả? Chả đến đen kia chứ đâu phải rồi tên kia. sửa lại không phải tên kỹ ha, Hãy vô mà nhầm đi, hãy vô nhầm không được. Rồi tại nhà Bình đọc với thầy cái câu này nghĩa tiếng Việt là gì nào. Hasta yêu bên cười vô gì đó Rồi ngày mai tôi đi đến bưu điện có việc bận. đúng rồi ha. Rồi câu số 2, à bạn đã phân biệt từ yoji với cái từ isogashi á, à chưa hiểu hai từ đây, bạn nào giúp phân biệt đó. Nhiều bạn vẫn chưa phân biệt. Isogashi là mình bận rộn, còn cái Joji là cái công việc mình bận, mình không có làm được việc khác. À, giải thích rất là rõ ràng luôn ha. Rồi. Sướng rồi. Chứ nhiều nhiều khi các bạn là sau này, nếu mà sau này mà các bạn Bình hay là bạn Thư hay bạn Ngọc đi có đi dạy tiếng Nhật đi, các bạn mình biết cách mình truyền đạt ha, chứ làm sao tức là mình hiểu nhưng mà mình nói không được cho người ta hiểu được giống như mình đó, tức là các bạn hiểu mình học mình hiểu nhưng mà mình truyền đạt lại là một ý khác nữa, nó khó truyền đạt lắm. Rồi câu số 2 Bình tiếp nè. À nan thôi, thầy lại gõ sai á, cái là chữ này nó có nan, thầy furigana sai á, nan được cả, shibuto wa nan được cả, còn là công việc gì ha. Rồi nhờ cô Thương câu số 3 nè. Ok, cái số 3 là Asa-sensei ni atta toki nani to imashita ka? Tức là Asa là Cái tên cô thôi, xem cái tên thôi. tức là cái khi mà gặp cái khi mà đã gặp cái giáo khi mà gặp giáo viên ấy thì mình sẽ nói điều điều chi. À, khi gặp giáo viên nói gì? Là nói cái chi á, À, nhầm thêm bây giờ mình nói gì? á. À, nam thôi, cái này nhầm. Nam. Bấm tại giờ Furigana, bấm một lúc nó nhiều là nó sẽ tự do cái này nó gấp gặp nang và nan này vậy. Nó Furigana sai. Rồi, nếu mà cô gặp giáo viên thì cô nói sao? Nam tối Cô mất nói là konnichiwa sensei, o genki desu ka? Mình thấy là gọi là Aishatsu. Aishatsu là À, chào hỏi. aishatsu. Đúng rồi, mình sẽ là sensei ni aishatsu shimasu. Rồi tới câu số 4 Ngọc nè. Thường mình chào hỏi vậy là được rồi, những cái chào hỏi như vậy gọi là Aishatsu, nó nói chung Đấy. Denkyo chukete kudasai. á. Bật điện lên. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình đọc lén tin nhắn của người Nhật ha, đừng nói ai ha. Bốn người biết thôi nha. Đây. Quên Năm. Đúng rồi.
Đây. Rồi các bạn thấy chưa? Các bạn thấy to không? Rồi. Wow. Được Đã được. chưa? Rồi. Câu này bây giờ dịch ha. Bạn nào dịch được được chữ đây. Haru, Haru Desne là mùa xuân nhỉ, mùa xuân đến rồi nhỉ, mùa À. xuân nhỉ. Rồi tiếp. Thiêu quá. Thì nhìn cái kia giống như thật là công viên thì lạ. Là tên thôi. Koen Mizu Kimi Waya, cái tên của công viên, tên viên. Itimasu. Là công viên thì đi đến Mizusaku. công viên, đi đến công viên đấy. Cái từ cái gì cái hỏi Sakura, Sakura ga kirei ni saite imashita. Rồi. Nghĩa là gì? Nghĩa là cái sao anh đào ấy thì nó đang nở, đã nở rộ rất là đẹp. Rồi đúng rồi, chính xác ha, siêu quá. Đẳng cấp. Rồi, tới mọi người dịch tiếp đi, thế nào mình dịch luôn. Thôi Vì vậy cho ông mình có ở người nước ngoài ngoài đúng không? rồi sao Có người nước à, ngoài không? à. Ngoại Rồi ngay lập tức đúng rồi, sự gợi ý tôi kết thân và thành công à, đúng rồi. Nói tiếp tiếp được không? Mà mấy bạn đọc ra tiếng Nhật luôn mới hay ha. Chứ nhiều khi dịch được nhưng mà không đọc ra được tiếng Nhật thì nó cũng chưa hay lắm. em chịu. Toàn từ cần gì khó Tới đây là này. Bình, ở cô thương đi. Có cô thương nữa thôi. không có gì. Ok. Cái này là tiếp nữa là Nakai, Nakayoku ni Nakai Nakayoku nari shashin mo cái chữ này là Chữ đó là đô ga. Yadoga mo Naori Master. Không, Tao Master. Torimasa Torimaster. ha. Dịch ra câu đó. Rồi. Cái mà cái nãy cái đô gì, để em nói lại cái chữ đô gì? Cái nào? Cái chữ À động. đây à, Doga. Doga Yoga. nghĩa là video, những cái video á, chung là Doga. Mình gọi là video thì họ gọi là Doga tiếng Trung Nhật. Rồi. Mình biết học như thế này có làm giúp mấy bạn thú vị hơn không? Rồi tới đây rồi à, từ đây là từ đây không biết đọc rồi, yêu từ rồi Biết rồi được trong cái âm Hán nhưng mà không biết từ à, Hiragana ví dụ như là gì. trên Facebook đúng không, trên Facebook ví dụ như có cái như thầy cái bạn bạn cái bạn với bạn Bình, Ngọc cũng có cái bạn với bạn Bình thì bạn Bình gọi là gì Bạn chung á. đó, kêu từ ha. Rồi tiếp. Wow, kyoto no tomodachi Đây là mo chữ tomodachi các bạn. Tomodachi đó. đây mo itashi. Đúng rồi, itashi. À, khi mình chụp hình mình đang lấy thì mình nên ghi sau. Rồi. Rồi. Ủa Đúng cái rồi. chữ Mada okenai kara no semasen. Rồi đọc luôn nha. Hontoni tanoshi jikan deshita. Rồi, rồi cái cách kiểu như nói chuyện mà thêm vô này. Hontoni corona là cái dịch ha, dịch tễ. Cầm chiếc cường. À bây giờ mình đặt tên cho nó mới 2 năm thì mình đặt nó tên là cường. đây là chàng nhỉ. À cường gặp sàm gì đó thì mình cho nó dư tính là gì đó. Tại vì nó mới năm nay nó mới 2 tuổi thôi. Nếu à Ochi là bình tĩnh, muốn muốn nó cho nó dừng á. Ochi Ochi nó kiểu như nó bình lặng. Ochi Chuite Chị cũng Hoshi có nghĩa là biến mất à, đúng không ạ? đúng rồi.
Rồi, oxy là muốn, cái là ngữ pháp là muốn cho nó đừng có phát triển nữa, nó chặn lại á. Demo di bừng gá để kiru cô tổ qua si tê ht sushi mai được chiếu tam nô sim si tay để à, nhưng mà tôi cũng muốn có thể làm những công việc mà có thể mà mình làm á, bản thân mình làm á, sau đó là mỗi ngày là mong muốn là được vui vẻ. Tai sư từ na hon tổ ní daisuki na tomochi to hai gia cự tai mắt vô ní à, tai sư từ là gì bạn nói biết Quan là trọng. những à, quan trọng tử tế nhớ, tai sư từ là những cái đồ mà quan trọng thật sự, thì muốn gặp những mà muốn rất là thích nè, daisuki là thích rồi, bây giờ mình daisuki là rất là thích những cái bạn á, mà để có thể gặp được những người mà bạn thân thiết của mình á. Rồi bây giờ chúa này, ồ kami sama, kami kami là chúa, là những người đó. Kami sama sama là bạn đã biết rồi đúng không, là cách kính ngữ của từ sàn á. Ni onegai shimasu hả, tốt à, tôi đã nói với chúa à, tôi là tôi đã cầu nguyện kiểu như nói với chúa nhỉ. Kami-sama onegai itashimasu, onegai-shimasu không là là bình thường rồi, bây giờ onegai itashimasu là cái cách khiêm nhường ngữ thôi. Rồi watashi wa tức là cái cô đàn có nói với chú á, là watashi wa ima made honki, honki là thật sự mình nói cái tâm tư cái thực sự của mình á, thật lòng á, ima made honki de kamisama ni onegai shita koto nai no, shita koto nai nên là chưa từng gì đó, từ trước đến giờ thì thật lòng tôi chưa có nhờ vả Chúa hay là trời Phật gì đó, thì cái chữ thần thánh này ha, Kamisama là thần thánh đó. Cái điều gì hết, vì vậy Dakara, vì vậy Kamisama Onegai Tashimasu là bây giờ cái điều này là tôi mới nhờ vả, tức là nói rồi giờ dịch lại ha, giờ đọc rồi dịch lại lần nữa đi. Haru de ne kyo wa mizu kawa koen ni ikimasu, sakura ga kire ni saite imasu, Sose gaku jinga imasan suguni naka yoku nari sasin mo doga mo torimasan kyotsu no tomochi mo itashi isshoni jinja là kiểu như đền thờ ha, jinja omairi à, đánh thần đánh kiểu như đánh đánh thăm đến viếng là omairi shimasan, jinja đền thờ mairi mà Mai, Mairi, chữ Mairi ha, chữ các bạn biết Mai ra. Mairi Shimasa, Kono Sasin, Doga, Mada, Okenai, Kara, No Shimasen, Hontoni, Tanoshi, Zikan, Desta, Hontoni, Corona, Kun, Niwa, Ochichi, Te, Hoshi, Des, Demo, Zibunga, Dekiru, Koto, Wa, Site, Sose, Manichi, O, Tanoshi, Mi, Sitai, Des, Taisu, Na, Hontoni, Daisuki na tomochi to hayaku kaemasu. Aemasu yo ni to kamisama ni onegai shimasu. Kamisama onegai itashimasu. Watashi wa ima made honki de kamisama ni onegai shita koto nai no. Dakara kamisama onegai itashimasu. Mùa xuân đã đến rồi nhỉ? Hôm nay thì tôi đã đến công viên là tên là Mizukawa. Rồi cái hoa anh đào thì nó đã nở rất là đẹp, hơn nữa lại cũng có người nước ngoài nữa, thì ngay lập tức thì chúng tôi thì đã trở nên thân thiện và cũng đã chụp hình và quay phim. Chúng tôi cũng có bạn chung và cùng nhau thì đến thăm viếng cái đền đền thờ, cái những tấm hình và những cái video mà chúng tôi lưu niệm thì vẫn chưa có được, nên tôi không có đen đen lên. Thật sự thì chúng tôi đã trải qua một thời gian là rất là vui vẻ, và cái do dịch tễ corona thì tôi mong muốn nó lại chỉnh lại và bớt đi ha, để tôi có thể làm được những cái việc mà tôi có thể làm, và tôi muốn mỗi ngày đều vui vẻ. Những người bạn mà thân thiết và quan trọng tôi thì tôi mong muốn được có thể được gặp họ, vì vậy thế tôi cầu mong, tôi nhờ đến 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 Chúa có thể giúp tôi, từ vì từ trước đến giờ tôi chưa có bao giờ mà
nhờ nhờ ơn Chúa ấy, nên lần này tôi mong muốn Chúa hãy hiểu tôi và nó dịch như vậy đó. Ok, các bạn có thể nếu mà ấy thì sẽ cho các bạn cái đây để các bạn dịch lại ha. Các bạn hiểu không? Hiểu 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 những người. Hiểu Nghe hiểu thì những cũng người. hiểu. Hay quá ha, tức là làm sao mình viết được vậy trời, kiểu như khi mình có ý đi mình cũng không biết sao viết, nghe nó kiểu như nó cũng không có gì mà phức tạp mà nghe nó touch, tức là chạm trái tim. Thì Hay cái này là cái đọc lén ha. quá. Lén tin nhắn của người Nhật là họ viết về cái dòng status họ đang lên, giống như mình viết về Facebook mình đang lên vậy đó. Rồi, hôm nay đến đây thôi Hai. ha. Ừ. Hai. Ừ, các bạn nghỉ ha. Arigato gozaimasu. Ok. Arigato gozaimasu. Rồi, ok, Yasumi mình sai. nasai. Yasumi nasai. Nhưng mà hôm nay học như vậy bấm rồi các bạn luyện được nó nhanh hơn, đỡ tiếng nào Có hay á. Có. Ừ. Để ví dụ như lần Tại sau vì thường mình kiểu không không biết tiếng Nhật mấy toàn hả? trên điện thoại ấy. Thế nên là còn Như ngu bạn lắm ấy. học thật sự lúc trước có đi dạy mà nhiều bạn nghĩ sao học tư 5 năm rưỡi rồi mà cái bàn phím điện thoại Nhật chữ nào chữ A chữ nào chữ O bấm mình nhìn nữa chữ A lấy ngón tay chụp 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 biết ra một đoạn căn biết chừng nào. Có mổ Xíu luôn đúng rồi, giống em kiểu có mổ. nên nên hiểu được cơ, nên phải cho bạn làm để biết như thế này để cho nó quen cái mặt chữ chỗ nào đó để mình nhắn tin, mình thấy đã đỡ nhanh hơn á. Ừ, ok rồi, các bạn nghỉ ngơi ha. Ok, nghỉ Ừ, ngơi nha. rồi chào Chào các Thương, chào Bình nha. rồi bạn. Cảm ơn chị, chào cô, chào chị thầy. Ừ. Ừ.